con là cái người phải lo hết tất cả cái này, cũng phải bảo vệ cho mẹ, lỡ mà nửa chừng mẹ chết như bà ngoại thì làm sao, thì ai nuôi con. Không biết một ngày nào đó tự nhiên có một ông rồi tới nói cưới thì chắc có lẽ là để mình coi lại, chắc cái người đàn ông đó cũng phải là tỷ phú đấy. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta chắc chắn là người mà quý vị đã chờ đợi rất lâu. Bản thân Minh Đức cũng vậy, cũng phải chờ rất lâu để có thể mời được cô đến đây trò chuyện với quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Chuyện Của Sao. Chào Minh Đức. Chào Phi Nhung. Minh Đức biết là có rất nhiều người khi mà được nói chuyện với Phi Nhung thì có rất nhiều điều họ muốn hỏi. Phi Nhung thì mọi người đều biết rồi, Phi Nhung có một đại gia đình rất là lớn, rất nhiều những đứa con. Nhưng mà người ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng là một người phụ nữ mà đơn độc mà chèo chống một cái gia đình đông con như thế thì hẳn là cũng sẽ rất là khó khăn. Vậy thì bây giờ các con của Phi Nhung thì mình thấy hình như cũng đã lớn rồi, thì đã có lúc nào Phi Nhung nghĩ là cũng đã đến lúc mình nên nghĩ cho mình nên có một cái gia đình nhỏ của riêng mình, có cho mình một ông chồng? Hồi mấy năm trước thì có, nhưng mà bây giờ thì hiện tại nó có nhiều công việc quá. Hình như càng ngày các con nó càng lớn, ở bên cạnh mẹ nó làm cho mình rất là vui. Không biết một ngày nào đó tự nhiên có ông rồi tới nói cưới thì chắc có lẽ là để mình coi lại. Thực sự là nhưng vừa làm người đàn ông vừa làm người phụ nữ cũng lâu lắm rồi. Nói chung là nó cũng quen rồi. Thì bây giờ mà biểu Nhung mà phải có người đàn ông để chỗ dựa thì Nhung cũng không biết dựa chỗ nào. Biểu mà nương dựa thì chắc cái người đàn ông đó cũng phải là tỷ phú. Đấy. Tôi nghĩ chắc không phải là tỷ phú về tiền bạc, nó chắc là phải là tỷ phú về thời gian, và tỷ phú về tình thương, và tỷ phú về sự kiên nhẫn và chịu đựng nữa. Đúng rồi. Chắc mình có thể chịu đựng một người như Phi Nhung, 20 đứa trẻ con là 20 cái tính cách khác nhau. Và những đứa trẻ phải sống với Phi Nhung thì mình được nghĩ là chúng nó cũng có một cái mặc cảm nào đó là bị bỏ rơi hoặc là mình mồ côi. Thành ra khi mà sống với mẹ Phi Nhung từng ấy năm thì chắc cũng không phải lúc nào mà chuyện cũng yên ấm. Nhung có cái may mắn là một số em thì ở với Nhung, còn một số em thì ở trong chùa. Lâu lâu Phi Nhung về chùa thì các con chạy tới ôm, thì cũng là mười mấy con tới ôm mình, ôm không có hết. Rồi bắt đầu là mẹ ơi sao mẹ thương đứa hiếu, mẹ thương đứa này thương đứa kia, còn mẹ không có ôm con. Mỗi người đứng một góc coi như là buồn. Nói chung là mỗi lần về chùa là Nhung rất là đau lòng khi mà mình đi. Đúng rồi, khi mà bọn trẻ nó còn nhỏ thì cũng lắm nó chỉ giống như là một cái nhà trẻ thôi. Nhưng mà khi bọn trẻ lớn lên, nó vào tuổi trưởng thành, vào tuổi dậy thì thì bắt đầu nó có những cái chuyện phức tạp khác xảy ra. Nhung đã đối mặt với cái tuổi trưởng thành của những đứa con của mình như thế nào? Nói chung là các chú đã trưởng thành, nên các chú đang muốn đi cái hướng đi của các chú. Mình nuôi mấy chú từ nhỏ cho tới lớn, mình thấy mình không có thể nào mà mình nhịn được, mình không thể nào mà mình xa mấy chú được. Nhưng mà cũng bấm bụng để mà mình để cho các chú chờ tới các chú tới 18 tuổi. Thì nếu mà các chú cũng xin với thầy, cảm thấy mà các chú đi hướng tu thì Phi Nhung để cho các chú tu. Mà nếu các chú hướng ngoài đời thì Phi Nhung phải cho các chú ra ngoài đời, nhưng mà phải tới 18 tuổi thì mình mới làm được một cái việc đó. Nghe Phi Nhung kể rất say sưa câu chuyện về những đứa con của mình, quý vị thấy không? Và câu chuyện chúng tôi đang hướng theo câu chuyện đấy là những bí quyết của một bà mẹ nuôi con khỏe dạy con ngoan. Tuy nhiên khi nghe Phi Nhung chia sẻ câu chuyện đấy thì mình lại nhớ lại câu chuyện cách đây mấy tuần, khi mọi người xem rất nhiều cái video chia sẻ của Phi Nhung và con gái Wendy trên mạng. Và mọi người rất là xúc động khi xem mấy cái cuộc chia sẻ đó. Và có lẽ hình như lần đầu tiên mọi người mới biết được nhiều câu chuyện về hai mẹ con. Nói về đứa con gái của Phi Nhung thì Wendy, thật sự ra là Wendy là một cái người mà Phi Nhung mang ơn rất nhiều. Bé chịu thiệt thòi rất là nhiều. Tại vì cuộc sống của Nhung không có được may mắn là có cha, có mẹ, có ông, có bà. Thì chỉ có mình Nhung và qua Mỹ có hai mẹ con. Qua Mỹ thì chưa có sanh em bé, nhưng mà cũng có một cái mối tình, gọi là một cái mối tình dễ thương. Nói chung là mối tình dễ thương, chỉ tới thích có em bé thôi, chứ không có thích có chồng. Thật sự là hồi đó, tức là từ mối tình thương đó mà ra đời Wendy. Tức là mới ra đời bằng tình yêu đúng không? Tình yêu. Thật sự ba của Wendy rất là dễ thương. Thì Nhung nói là Nhung muốn có em bé, thế là có em bé thôi. Khi mà sanh em bé ra, bắt đầu mình tự nuôi thì mình vẫn cho con mình nó có biết là con có cha, có ông nội, con có bà nội, con có hết tất cả. Trong đầu của bé Wendy là cha rất là tốt, ông nội rất là thương con. Hồi đó nghĩ là single mom, mình không cần chồng, mình chỉ cần con thôi. Nhưng mà khi một năm sau thì Nhung nghĩ là không đúng. Nếu mà mình nghĩ mình cần con thôi thì nó đó là một cái ích kỷ, con nó cần ba. Thế là mình cũng phải cho con mình qua lại thăm ba. Tại vì Nhung sống cái cuộc sống rất là mạnh mẽ từ nhỏ cho tới lớn, nên Nhung muốn Wendy là một đứa con phải mạnh mẽ cho mẹ. Lúc mà Wendy 2 tuổi là bắt đầu là đã rửa chén rồi, cứ tập dần dần như thế. Thì là Wendy sống một mình và bắt đầu tự học và tự làm. Nhung nói là
mẹ sẽ cố gắng, mẹ đi hát, mẹ kiếm tiền, mẹ cho con đi học. Và con là cái người phải học. Mẹ không học được, mẹ chỉ học có lớp 6, mẹ không biết tiếng Anh, mẹ không biết gì hết, thì con là cái người phải lo hết tất cả cái này, con phải bảo vệ cho mẹ. Lỡ mà nửa chừng mẹ như bà ngoại thì làm sao, thì ai nuôi con? Thế là ngồi khóc, và bắt đầu em bé Wendy bắt đầu nhận thức ra được. Hôm nay nghe Phi Nhung chia sẻ thì thấy rõ ràng là Phi Nhung có một cái sự quyết đoán rất là mạnh mẽ. Cũng có thể là cái tính cách đó nó hình thành từ chính tuổi thơ của mình. Thì muốn ngược lại thời gian xa hơn một chút, thì từ khi nào ấy mà cô bé Phi Nhung bắt đầu ý thức được về bản thân mình, và ý thức được rằng mình phải mạnh mẽ lên để vượt qua những gì xung quanh mình? Từ cái lúc mà Nhung qua Mỹ, bắt đầu là Nhung đã có cái ý thức đó rồi. Và ở Việt Nam thì ở với mấy dì, ở mấy cậu thì mình cũng không có ăn, thì mấy dì cho ăn đầy đủ, hay là rồi cho tiền, thèm cả bánh cho tiền thôi, chứ mình cũng không có biết để dành tiền. Tại vì có tiền đâu mà để dành. Rất là cực, vô cùng cực. Thì đi qua tới Mỹ, bắt đầu đi làm, mua được cái chén, mua được đôi đũa và mướn được một cái phòng. Thế là mình cảm giác những cái đó là những cái riêng của mình. Tự nhiên mình làm lên cái mình ý thức, mình rất là quý và rất là trân trọng những cái mà mình đã có. Có một cái gì đó rất là tự hào trong cái cách mà Phi Nhung chia sẻ về những cái điều mà mình đã hy sinh. Thì rõ ràng khi người ta mất cái này ấy, thì trời sẽ cho người ta cái khác. Đó, thì bây giờ cái mà Phi Nhung thấy cuối cùng mình được nhất là gì? Là Nhung được con. Chờ cho Nhung lại hy sinh Wendy. Wendy hy sinh cho mẹ, thì ngược lại Wendy có một người mẹ vẫn lo cho con tới ra trường, đã có nhà, đã có xe, và xung quanh mẹ thì có những em. Wendy có em rất nhiều, mà những đứa em rất là thương Wendy, và cộng thêm là khán giả cho Nhung một cái tình yêu vô cùng. Nay là Nhung rất là mãn nguyện, Nhung rất là hạnh phúc. Hôm nay quý vị đã thấy cái sự mãn nguyện và hạnh phúc đó tràn đầy trên gương mặt của ca sĩ Phi Nhung, ngay cả những lúc mà Phi Nhung kể là những giai đoạn khó khăn nhất trong đời mình. Xin cảm ơn Phi Nhung rất là nhiều đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời của mình. Xin chúc Phi Nhung thật nhiều niềm vui cho năm mới. Phi Nhung xin chúc cho khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, lúc nào cũng trẻ mãi không già. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đến đây thì Minh Đức và ca sĩ Phi Nhung cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.